Sony Đặng ở Mỹ đeo vàng đầy người, về Việt Nam giản dị đến bất ngờ. Thầy nói, Sony Đặng không còn là cái tên xa lạ với nhiều người khi anh nổi lên với những video khoe trang sức kim cương giá trị lớn. Được mệnh danh là ông vua kim hoàng, mọi hình ảnh của Sony Đặng đều được gắn liền với kim cương, vàng bạc, khiến dân tình ngưỡng mộ. Tuy ở bên Mỹ đeo vàng đầy người là vậy, nhưng trong lần về Việt Nam mới đây, Sony Đặng đã gây bất ngờ với hình ảnh giản dị lạ thường. Sony Đặng tiết lộ, đây là lần đầu tiên anh trở về quê hương sau 7 năm định cư tại đất Mỹ. Theo đó, những ngày gần đây, Sony Đặng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi dạo phố, thưởng thức món ăn Việt Nam trên fanpage cá nhân của mình. Mới nhất, ông vua Kim Hoàng đã khiến dân tình bất ngờ với hình ảnh thử bán tạp hóa tại một cửa hàng nhỏ. Theo đó, Sony Đặng diện một chiếc áo phông trắng rất giản dị. Ngoài chiếc đồng hồ đeo tay thì trên người anh chẳng đeo theo món trang sức giá trị nào. Khi Sony Đặng đứng bán hàng thử, đã có một vài vị khách nhí tới mua hàng, khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú. Hình ảnh mộc mạc gần gũi này của Sony Đặng làm cho nhiều người cảm thấy không quen, bởi anh luôn được biết đến là một tỷ phú kim cương, trên người luôn đeo các trang sức có giá trị. Ngay sau khi được chia sẻ, những khoảnh khắc đời thường giản dị của Sony Đặng đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dân tình cho rằng, có lẽ khi được trở về quê hương thì Sony Đặng muốn là một người bình thường, được thoải mái vui chơi, thưởng thức các món ăn nên mới không đeo nhiều trang sức thu hút sự chú ý. Trước đó, Sony Đặng cũng từng gây chú ý với hình ảnh ăn mặc giản dị, vui vẻ đạp xe bán hàng rong trên đường phố trong những ngày về Việt Nam. Theo đó, Sony Đặng đã diện một chiếc áo phông đỏm mix cùng quần ngố, đi giày thể thao rất năng động. Trên người anh hầu như không mang theo bất cứ một trang sức đắt tiền nào. Sau khi vào ăn sáng tại một quán vỉa hè tại Sài Gòn, thì Sony Đặng đã tranh thủ tạo dáng, chụp vài kiểu ảnh với chiếc xe bán hàng rong mượn được. Ngoài ra khi đi chợ, đi chơi thì Sony Đặng cũng rất thoải mái chụp hình làm kỷ niệm với mọi người. Sự giản dị gần gũi của ông vua Kim Hoàng đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi không nghĩ rằng anh lại xuất hiện với phong cách chân chất như vậy. Bạn nghĩ sao về phong cách giản dị của Sony Đặng trong chuyến về thăm Việt Nam lần này? Hãy để lại một bình luận cho chúng tôi được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên like, share, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận những thông báo mới nhất từ kênh nhé!